Thưa quý vị, những đòn bánh tét gửi đến các cơ sở cách ly tập trung, các chốt kiểm soát, khu vực phong tỏa đã tiếp thêm năng lượng để lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch ở huyện thành phố yên tâm làm nhiệm vụ. Từ sáng sớm, hai chị em Nguyễn Thị Ngọc Thái, Nguyễn Thị Ngọc Khang ở ấp Thạnh Hòa B, thị trấn Thành Phú cùng gia đình và bà con trong xóm bắt đầu việc gói bánh tét để tặng các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch và người nghèo trong huyện. Thấy gia đình chị Thái nấu bánh tét gửi đến khu cách ly, chốt kiểm soát người nghèo, bà con xung quanh và đoàn viên thanh niên rất ủng hộ, nhiệt tình đến hỗ trợ. Người thì góp gạo nếp, người góp thịt, lá chuối, dây gói bánh có sẵn trong nhà. Từ công đoạn sơ chế cho đến nấu xôi, gói bánh, hấp bánh, vận chuyển đều được phân công cụ thể. Mỗi người một nhiệm vụ, điểm gói bánh luôn đảm bảo công tác phòng chống dịch, mọi người luôn đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và thường xuyên rửa tay sát khuẩn. Chị Thái cho biết, nhận thấy lực lượng làm nhiệm vụ tại các cơ sở cách ly, chốt kiểm soát dịch bệnh vất vả quá, mới nghĩ cách gói bánh tét gửi tặng vì có thể ăn liền hoặc lưu giữ được lâu. Thấy dịch bệnh này nè, ai hoàn cảnh ai cũng khó khăn hết trơn à. Nên chị có cái ý nghĩ này, đừng làm, đừng giúp cho mấy người nghèo, đừng có cái để ăn sáng rồi này kia, rồi với giúp cho chốt, rồi mấy anh em được trực chốt á. Thấy cũng cực khổ quá, rồi cái mình làm nên cái đòn bánh như vậy nào, cái mình gửi cho mấy anh em ăn, đừng có sức để chống dịch, trong cho nó mau qua cái mùa dịch này để cho bà con mình nó trở lại cuộc sống lại từ đầu, chứ thấy dân ai cũng khổ hết trơn. Liên tục 10 ngày qua, cô Nguyễn Thị Thu ở ấp Quý Bình, xã Hòa Lợi, gần nhà chị Thái, đã mang nào là chuối xiêm chín, cắt lá chuối đến ủng hộ và tham gia gói bánh cùng với mấy chị em trong xóm. Thì cả hai tuần nay công việc gói bánh tét thì cũng thấy là công việc thiện nguyện nên cô và mấy chị em ở đây thì cũng xúm lại đây để hỗ trợ cho chị em đó đang gói làm công việc thiện nguyện này thì cũng rất là vui. Nó như ở nhà ai chị em nào có lá chuối hay là chuối gì đó thì cũng hỗ trợ vô đây đặng cho nó gói bánh tét, đặng giúp ở trong khu cách ly với mấy chốt trực đồ đó, thành ra cũng vui vẻ, cũng mừng. Anh Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thị trấn Đoàn Thành Phú cũng tham gia hỗ trợ các cô, các chị làm bánh tét. Thì giữa tình hình dịch bệnh phức tạp á, thì em thấy các cô, các chị thì gói bánh thì tôi trẻ của em góp chút việc nhỏ như là gói bánh và vận chuyển bánh tới các khu cách ly nhằm để giúp các bà con trong khu cách ly và các anh chốt kiểm dịch. Thì em mong rằng tụi em sẽ góp chút việc nhỏ này để mong dịch bệnh sớm đẩy lùi. Từ khi bắt đầu thực hiện gói bánh tét đến nay, gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Thái và bà con đã có 5 đợt làm bánh. Qua đó gửi tặng các lực lượng tuyến đầu, người dân nghèo tại thị trấn Thành Phú và các xã lân cận khoảng 1.500 đòn bánh tét. Mỗi đòn bánh nặng khoảng 800 gram với đầy đủ nhân đậu xanh, nhân chuối, nhân thịt, bánh chay. Ngoài sự hỗ trợ của bà con trong xóm, gia đình chị Thái còn nhận được đóng góp khoảng 20 triệu đồng của Mạnh Thường Quân để chung tay cho việc làm thiện nguyện này. Sau khi hoàn thành công đoạn gói, những đòn bánh tét xanh mướt sẽ được hấp chín và gửi đến các lực lượng tuyến đầu và người nghèo, mang hương vị đậm đà, dân dã của quê hương. Đây cũng là nguồn năng lượng cho những ngày làm việc mệt mỏi và là nguồn động viên tinh thần to lớn để các lực lượng và người dân vững tin chiến thắng đại dịch COVID-19.